mình muốn hướng tới mọi người á, mình khỏe rồi mình hãy đi gieo cái hạt tốt cho mọi người. Mỗi lần mình đi chia sẻ sức khỏe, chia sẻ bảo dưỡng cho ai đó, mình đừng bao giờ nghĩ là mình đi bán hàng, mà mình nghĩ mình đi gieo cái gì ạ? Mọi người nghĩ mình đi gieo hạt sức khỏe được không? Và cái quy luật cuộc sống này nó có quy luật nhân quả, tức là mình đi gieo cái gì thì có phải mình gặt cái đó. Vậy hôm nay mình đi gieo sức khỏe thì gia đình mình có sức khỏe không? Rồi mình có sức khỏe nhiều hơn nữa không? Đúng rồi, mình gieo gì mình gặt đó. Cô chú chị đi gieo sức khỏe thì mai mốt mình gặt được sức khỏe, rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi mình đi chia sẻ cho người ta, thông qua việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh thì mình lại có cái thu nhập, gọi là thu nhập thụ động. Cái thu nhập này là có những chuyện suốt cuộc đời luôn. Nếu như mình nói suốt cuộc đời này mình chỉ cần giúp cho 3 người hiểu anh quay thôi, là mình sẽ là cổ đông công bố tập đoàn anh quay. Và cổ đông công bố tập đoàn anh quay á, thì tương đương mỗi một tháng thu nhập á, giao động ít nhất là từ 75 đến 105 triệu. Có nghĩa là tương đương một căn nhà trị giá là 40 tỷ cho thuê đó này. Và bây giờ mình đã biết được bao nhiêu người có căn nhà như vậy rồi. Từ Emerald trở lên là có căn nhà vậy mà không cần phải làm nữa, mình vẫn có thu nhập đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhớ tham gia vào lĩnh vực sức khỏe rồi thì bạn hiểu được cái giá trị sức khỏe của con người mình là số 1, là duy nhất. Thậm chí người ta có thể hy sinh mọi thứ để chăm sức khỏe của chúng. Và bây giờ bình thường là mình khỏe mạnh, các nhà có biết mình khỏe mạnh là một tài sản tỷ, là tiền tỷ rồi đúng không? Tại vì gia đình mình cho mình hỏi câu chân thành nha, cả nhà có biết một quả tim mình trị giá bao nhiêu tiền không? Biết mình thai vậy ạ? Dạ, vô giá chính xác, nhưng mà nếu thai á, được á, là 12 tỷ 6. Một quả tim là 12 tỷ 6. Quả thận là bao nhiêu ạ? Thận là 3 tỷ. Gan 3 tỷ rưỡi. Thận là 3 tỷ, là gan 3 tỷ rưỡi. Phổi là 6 tỷ. Thì nó sơ sơ nó mới mấy bộ phận chính thôi, chưa tính phụ á. Thì có phải chúng ta là một chiếc cơ cái trị giá mấy chục tỷ đâu? Bây giờ nói bỏ ra 7 triệu 8 để bảo dưỡng cái hôi mắt quá, ngán liền. Nhưng mà mình đó, mỗi lần đặt xe đó, mà đi vô trung tâm bảo dưỡng của chú chị, một lần 10 triệu, có khi 12 triệu nữa, 17 triệu nữa, nếu mà bữa đó hơi nhiều. Vậy thì tại sao cái xe, cái nhà, cái máy tính, cái điện thoại, lo bảo dưỡng, và cái thân của mình trị giá cũng mấy chục tỷ bạc không bảo dưỡng. Tại sao giữa hai cái xe là cái xe hơi với xe đạp, thì xe hơi đi bảo dưỡng, xe đạp không bảo dưỡng, của chú chị có biết tại sao? Em chỉ hiểu tại sao mà cái xe hơi đi bảo dưỡng, cái xe đạp không bảo dưỡng. Có phải xe hơi mắc xe đạp không? Xe hơi mắc xe đạp thì dạ, xe hơi bộ máy mắc xe đạp. Vậy mình có mắc xe hơi không? Mắc hơn nhiều. Mình tờ nó, mình phải mắc hơn ấy. Nhưng mà mình không biết cái điều đó. Mình cứ nghĩ là tiền là trên hết, nhưng mà mình không biết là cuối cùng cuộc đời này chính là sức khỏe là trên hết cả. Bao nhiêu tiền không bằng có được một cái sức khỏe tốt, thì là cái sức khỏe là quý giá nhất và trên hết, đúng cả nhà. Bây giờ có nhiều người ta có rất nhiều sổ đỏ, các nhà đồng biết không? Và mình sẽ cho bạn bè mình coi, gia đình mình coi, nói đây là đất này của tao, đất này của tao, đất này của tao này. Cái thằng đất nó mới nói là đất nào của mày, mày là của đất. Có phải một thời gian nữa mình trở về với nó là mình của nó suốt đời không? Nó chỉ của mình ít chục năm nữa thôi, không còn lâu lắm. Đất là của mình, nhà là của mình, nhưng mà chỉ trong khoảng một thời gian nào đó thôi, chứ không phải là mãi mãi. Nhưng mà mình mới là của đất mãi mãi, đúng không anh? Một ngày nào đó mình sẽ trở về đất và của nó mãi mãi. Nằm xuống là mãi mãi. Mãi mãi là của đất cả nhà. Cho nên đất nó cười mình đó. Nó nói đất nào của mày, mày của đất, cái đất nào của mày. Cả nhà có hiểu được không? Khi mà chúng ta có sức khỏe thì tất cả mọi thứ xung quanh của mình là chồng con, là nhà, cửa, là xe cộ, là sự nghiệp, là tất cả thì gọi là tài sản. Nhưng mà mình khi mình không còn khỏe nữa thì nó gọi là di sản. Nó chuyển rất là nhanh của chú chị. Cho nên làm gì làm, mình làm quan điểm khác thì khác. Làm gì làm ưu tiên lo cho sức khỏe hàng đầu. Tiền còn bao nhiêu cũng được, không quan trọng thì đó. Nhưng cái quan trọng nhất là tập trung sức khỏe hàng đầu. Và xin lỗi cả nhà nhé, phòng bệnh rất là ít tiền. Nhưng mà khi bệnh có nhiều tiền, phòng bệnh rất là ít tiền luôn. Nói vậy nói là chứ không bao nhiêu đâu. Phòng bệnh rất là ít tiền. Và hôm nay cô chú chị thấy mình bắt đầu đổi cái tư duy này. Bây giờ mình chỉ cần đi giúp người thôi. Cái động tác đầu tiên là sau khi cô chú chị làm sạch cơ thể rồi, cũng giống như một cái hồ mà nó bị dơ đó. Sau khi mình làm cái hồ mình dơ là mình quét sạch rồi. Bữa nay mình đang quét hồ đó nha, quét bùn, quét đất, quét rác, quét tất cả mọi thứ sạch hết rồi. Rồi xin hỏi cô chú chị tiếp tục là mình có xả rác xuống nữa không? Nếu mình xả rác nữa thì mấy bốn cái dơ nữa, xả rác chính là những cái thức ăn mình ăn vô bây giờ. Cả nhà thì mình hỏi là giữa thức ăn ngày xưa với bây giờ thì cái nào độc hơn ạ? Ngày xưa độc hơn. Tại sao? Ngày xưa là ngày xưa.
cá nè, rau củ quả nè, tất cả đều có thuốc trong đó hết. Tăng trọng, tăng trưởng, phọc bon, phèn the, tất cả mọi thứ đều là độc tố hết cả nhà. Hôm nay mình cần cảnh đã thì mình dùng một chút rau củ quả thì thôi, chứ thật ra cái nguyên liệu chính để tái tạo cơ thể mình là đường chula chứ không phải cái này. Cái này đó là chất dẫn cho nó ngon miệng, cho nó dễ và nó có tính đào thải thì mình lấy để mà đưa vô thôi. Chứ chúng ta hiểu là cái chính là đường chula, tại vì đường chula là không có thuốc, 100% là không dùng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón, không dùng thuốc diệt cỏ, không dùng bất kỳ cái gì mà có hại đến sức khỏe con người, và đặc biệt không dùng biến đổi gen. Một số công ty người ta dùng GMO, tức là biến đổi gen, là riêng em quay mình là cũng không dùng biến đổi gen luôn. Cả nhà nên nhớ điều đó nha, rất là sâu sắc nha. Rồi, mình sẽ nói tiếp. Thế thì làm thế nào để mình sau khi mình ăn xong mình lại tiếp tục khỏe? Đó là mình đừng có đưa rác vô nữa, mình đừng có đưa nước bẩn vô nữa trong cái hồ đó của mình. Bữa nay là mình quét sạch rồi. Vậy thì mỗi một ngày mình sau khi bảo dưỡng xong, mình nhớ có hai chương trình mình có thể làm tiếp. Một đó là duy trì bữa ăn hạnh phúc mỗi buổi sáng. Sáng mình cứ một bữa đầu tiên một bình coi ngay mình uống là coi như xong hết bữa sáng luôn. Không cần ăn hủ tiếu, ăn phở, bánh canh, xôi bắp hay cái gì đó, mình làm. Sáng mình suy nghĩ rất là biết đầu. Sáng mình chỉ cần lắc một bình lên thôi là mình đã ăn xong bữa ăn rồi đó. Mình có thể thêm một chút ví dụ như là khoai hoặc bắp gì nhẹ nhàng thôi, sao hết. Đó là cách mình tiếp tục không đưa đồ bẩn vô cơ thể mình mà tiếp tục đưa đồ sạch vô. Rồi ai có điều kiện thì làm chương trình chuẩn hóa tế bào 45 ngàn. Chương trình này là chương trình và cao cấp dành cho người có điều kiện và dành cho người giàu. Tại vì làm cái này là 45 ngày làm vua cũng sướng dữ lắm, chứ không có gì cực hết trơn á. Và 45 ngày này hầu như mình còn giữ với ăn những cái thực phẩm và chất lượng thôi các chị. Và giống như là chúng ta đi thẩm mỹ viện vậy đó. Tức là một người, ví dụ một người đang ra 70-80 kg, mình vô 45 ngày thì xong là mình phải giảm khoảng 10-15 kg. Và đó là mở sống mở thường, sẽ chuẩn lại một cái cơ thể mới luôn cả. Đó là chương trình sao gọi là hậu bảo dưỡng, thì là chuyển hóa tế bào và chuyển hóa tế bào là cái này. Chuyển hóa tế bào là mỗi một ngày chúng ta ăn mỗi buổi sáng là bữa ăn hạnh phúc thì gọi là chuyển hóa tế bào. Mình vô 45 ngày thì gọi là chuẩn hóa tế bào. Và chuẩn hóa tế bào này nó gọi là dành cho những người mà đã hiểu qua dinh dưỡng, hiểu biết rồi bắt đầu họ mạnh dạng và sử dụng thì rất là tốt cho họ, cực kỳ tốt luôn. Các chị biết chị hút 5 ký mỡ thôi là bệnh viện không thể ra lấy 70 triệu rồi đó, 5 ký mỡ thừa thôi. Nhưng mà thưa hỏi cái nhà mình đi hút xong rồi về là có mọc lại không? Tại vì nó thuộc về thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống và lối sống, chứ không phải là chỉ hút là không. Nhưng mà các chị đâu có biết, mỗi lần hút 5 ký mỡ đó phải ký một cái giấy gọi là giấy miễn dịch trách nhiệm, tức là chết không đền. Tại vì người ta sử dụng rất là nhiều cái công cụ và thiết bị hút vô cái cơ thể của mình để lấy được 5 ký mỡ đó ra thì rất là kinh khủng. Còn các chị đâu biết đâu, làm bảo dưỡng này xong có 5 ngày là có thể giảm được 3-5 ký được luôn được ra mỗi người trong bụng rồi. Các chị thấy người mình nó nhót hẳn luôn và cái bụng mình nó xẹp hẳn luôn, rất là dễ dàng như vậy. Ta cùng vô ha. Rồi, thầy cô mình dạy có 4 ngón tay. Khi đi chia sẻ mình chỉ có 4 ngón tay để làm em quay không? Ngón tay thứ nhất là tự mình uống mỗi buổi sáng. Cả nhà thấy uống được không ạ? Thấy có dễ không? Dễ. Ở đây chị đã uống như thấy ngon không? Không có đổi tiền. Thế chứ cà phê không được đổi qua trà sữa. Trà sữa không được đổi qua trà xanh. Trà xanh không được đổi qua sô-cô-la. Ngon không? Ngon. Có uống ngon có gì đâu, không ngon. Uống rất ngon. Mình uống cảm thấy rất ngon, ngon và khỏe nữa tại sao uống. Thì ngón tay thứ nhất mình làm được không ạ? Ngón tay nhất mình tự uống. Ngón tay thứ hai mình mua thêm mấy cái ly nhỏ nhỏ mình rót mình mời xung quanh uống được không ạ? Cho ta uống thử. Thì mình mời được khoảng 3-4 người uống. Trung thành với mình thôi là mình được uống miễn phí. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Em quay tại sao em quay phải hướng tới uống miễn phí mới là đúng cả nhà? Mình đi đo sức khỏe cho bất kỳ ai thì mình đều muốn người ta được dùng miễn phí. Thì mình nói thế này, anh chị mạnh dạn dùng đi. Khi mà anh chị thấy tốt rồi anh chị báo cho em biết, em sẽ bay anh chị cách uống miễn phí. Thì lúc đó người ta rất là mau nói thì mình biết là người ta đang cải thiện tốt rồi, để gặp mình để mình bày cho người ta chỉ người khác uống miễn phí tất cả nhà. Sau đó người ta đưa người lại cái mình có cái máy, giống như anh chó bây giờ anh chó bữa nay cũng mua cái máy này cả nhà. Chút nữa mình kể câu chuyện anh chó hay lắm. Có cái máy đo cho người ta cũng đo miễn phí, thì ai cần thì dùng, không cần thì thôi, để nó từ từ dùng không sao hết. Coi như là mình có mua được cái máy này để làm từ thiện. Cả nhà có thích làm từ thiện không ạ? Mình đi làm từ thiện, mình đo cho người ta miễn phí làm từ thiện. Cô mời người tới tụi con đo làm từ thiện. Thế thì chuyện gì xảy ra đây? Mình giúp cho khoảng từ 4-5 người dùng với mình thì mình được dùng cái ngón tay số 2 là dùng gì ạ? Dùng miễn phí, đúng không ạ? Rồi ngón số 3 là gì? Mình giúp cho những người xung quanh mình được dùng miễn phí là mình dùng có tiền. Và mình giúp cho những người xung quanh mình dùng có tiền giống như chị Thảo, là chị Thảo đột phá thu nhập, và hoặc là chị Mai là thu nhập mình phải từ 30, 40, 50 triệu trở lên thì gọi là đột phá thu nhập.
mỗi một tháng mình bỏ ra khoảng 6 triệu, 7 triệu dùng dinh dưỡng. Nhưng mà mình đánh lại 30 triệu, 40 triệu thì các cô thấy có phải là mình dùng miễn phí rồi. À, lúc đó mình đâu có tốn tiền nữa đâu. Cho nên mình cảm thấy rằng là hãy nghe và hiểu là bắt đầu đi làm phước thôi. Chứ đừng nghĩ là mình đi bán hàng. Mình phải chuyển tâm mình mới làm được equity. Mọi người cứ nghĩ là tâm mong cầu không làm được cái quay. Tức là mình mong mình bán cho ta được cái gì đó để mình thu lại cái gì đó mình không làm được cái quay. Mà mình chuyển tâm tức là mình biết một cái quyền năng, một cái sản phẩm quá tốt, có thể đảo ngược được bệnh tật cho người khác, có thể giúp cho người khác khỏe mạnh, có thể giúp cho người khác hết bệnh. Một bệnh cũng hết mà 10 bệnh cũng hết cái nha. 10 bệnh là cũng đảo lại luôn. Ai bị huyết áp, tiểu đường, xương khớp thì chỉ cần làm bảo dưỡng 3 lần thôi là bỏ hẳn thuốc huyết áp, bỏ hẳn thuốc tiểu đường luôn. Và còn đó mình đã không biết bao nhiêu người bỏ được như vậy rồi. Cho nên đó, chúc cho chúng ta đi giúp người khác có nhiều sức khỏe, có phước. Mà có phước thì hẳn có lọc. Các chị đừng có lo về tiền bạc, tự động có. Và cái tâm mình giới thiệu cho người ta bảo dưỡng, mình nghĩ mình kiếm tiền mình không làm được đâu cả nhà ơi. Mình phải nghĩ do cho người khác mình mới làm được nha cả nhà. Mình phải nghĩ mình nói cái này là mình để cho người ta khỏe mạnh, để cho người ta hết bệnh, để cho người ta có kiến thức để về giúp cho cả gia đình người ta khỏe mạnh thì mình mới làm được. Cả nhà có đồng ý với mình không ạ? Rồi cuối cùng mình chúc cho cả gia đình mình bảo dưỡng có sức khỏe và văn phòng mình tháng sau còn đông hơn nữa, tại vì mỗi người đi làm phước giúp cho ít nhất một người được không ạ? Là chúng ta sẽ rất là thành công. Bây giờ mình đang được quá.